Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bí quyết thành công. Các bạn thân mến, giàu có là một mục tiêu mà mọi người đều mong muốn, nhưng ít người thực sự biết những gì họ cần làm để có thể trở nên giàu có. Trở nên giàu có là sự kết hợp của may mắn, kỹ năng và sự kiên nhẫn. Các bạn phải có một chút may mắn và khả năng tận dụng sự may mắn đó. Làm giàu không hề dễ dàng, nhưng với một chút kiên trì và thông tin đúng đắn thì bí quyết thành công tin chắc chắn các bạn có thể đạt được điều này. Vậy làm thế nào để trở nên giàu có? Làm cách nào để bạn có thể trở thành người giàu trong một năm tới đây? Sau đây, bí quyết thành công xin được tiết lộ 5 cách để bạn trở nên giàu có trong vòng một năm tới đấy. Điều quan trọng là các bạn phải kiên trì. Vậy thì 5 cách này là gì? Bí quyết thành công xin mời các bạn theo dõi trong video ngày hôm nay nhé! Bí quyết thành công là nơi các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí quyết thành công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí quyết thành công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng ấn nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh nhất và sớm nhất. Người ta vẫn nói học cách kiếm tiền khó 1 thì học cách tiêu tiền khó đến 10. Chúng ta cũng vậy thôi, dù là người luôn song sanh về mặt tiền bạc hay là những người ví tiền lúc nào cũng xẹp lép, thì vẫn sẽ có lúc loay hoay mãi trong vòng xoay quản lý tài chính cá nhân, không biết cách nào để chi tiêu hợp lý. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh, thu nhập của tất cả đều bị ảnh hưởng ít nhiều thế này. Chi tiêu thế nào cho đúng đắn càng trở thành vấn đề được quan tâm hơn. Một trong những bài học được mọi người rút ra chính là cần tiết kiệm tiền. Thế nhưng tiết kiệm ra sao? Tiết kiệm kiểu gì? Tiết kiệm lúc nào? Đến với cách đầu tiên để giúp các bạn trở thành người giàu có trong vòng 1 năm, đó chính là tiết kiệm tiền. Lúc các bạn kiếm được 5 triệu không đủ dùng thì kiếm thêm 5 triệu nữa vẫn sẽ không đủ dùng đâu. Vậy nên thay vì đợi đến lúc kiếm được nhiều tiền mới tiết kiệm, chi bằng tiết kiệm ngay từ bây giờ. Chỉ cần trích một phần nhỏ trong thu nhập của bạn sao cho thích hợp với số bạn kiếm được để sang một bên, sau đó tăng dần mục tiêu. Thay vì các bạn chi tiêu tiền lương cho một đôi giày không cần thiết, hãy dành tiền cho các tài khoản tiết kiệm. Bạn cần làm điều này mỗi khi bạn được trả lương hoặc có thêm tiền. Nên nhớ rằng, lúc kiếm được ít thì tiết kiệm ít, lúc kiếm được nhiều thì tiết kiệm nhiều. Mỗi tháng, hãy bỏ ra ít nhất 10% thu nhập để làm quỹ tiết kiệm dùng khi cần thiết và coi như bạn chưa hề sở hữu phần tiền này. 10 năm trôi qua, bạn sẽ nhận ra mình đã có một số tiền lớn. Khi ấy, bạn có thể mua nhà, mua xe hoặc đầu tư tùy ý thích. Bạn kiếm tiền để giàu lên, điều này không sai. Thế nhưng nếu chỉ dựa vào việc bán công bán sức kiếm tiền, bạn sẽ rất khó giàu. Bên cạnh đó, bạn còn phải học cách tiết kiệm, học cách trân trọng từng đồng tiền mình làm ra. Xét về mặt bản chất, đỉnh tháp tài chính không nằm ở số lượng mới tăng lên bao nhiêu mà nằm ở số lượng giữ lại được. Để tiết kiệm tiền thì bước đầu tiên các bạn cần làm đó chính là trở nên giàu có với việc tạo ngân sách chi tiêu hàng tháng. Tạo ngân sách hàng tháng bao gồm tất cả các chi phí cơ bản của bạn và tiền tiết kiệm. Hãy cố gắng đừng chi tiêu nhiều hơn thế. Tuân thủ ngân sách của bạn và tiết kiệm tiền mỗi tháng là cách chắc chắn nhất để trở nên giàu có. Bạn có thể sống trong một căn hộ thay vì nhà hoặc chọn giải pháp ở ghép. Bạn có thể mua một chiếc xe đã qua sử dụng thay vì một chiếc xe mới. Đây là cách tiết kiệm rất nhiều tiền mỗi tháng. Hãy cố gắng giảm chi phí và bạn sẽ thấy bạn đã chi cho rất nhiều thứ không cần thiết. Bí quyết thành công xin được lấy một ví dụ đó là tránh ghé thăm quán cà phê vào mỗi sáng, bạn sẽ tiết kiệm được 20.000 cho đến 40.000 mỗi ngày. Một tuần, bạn sẽ tiết kiệm được 140.000 cho đến 280.000. Nếu kiên trì trong một năm, bạn có thể tiết kiệm được vài triệu đồng. Nếu bạn đầu tư tiền một cách khôn ngoan, vài triệu đồng này có thể tăng gấp 10 lần trong một vài năm tới. Nếu đủ tinh tế, bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều tập đoàn, công ty lớn hay chính các ngân hàng hiện tại đều ra những chính sách cho bạn vay tiền. Nghĩ ngược lại, nếu không có lợi, tại sao họ lại tích cực tham gia lĩnh vực này đến vậy? Để tiết kiệm tiền thì bước đầu tiên các bạn cần làm đó là nói lời tạm biệt với thẻ tín dụng. Bạn có biết rằng một người bình thường sử dụng thẻ tín dụng để mua sắm có xu hướng chi nhiều tiền hơn so với sử dụng tiền mặt? Nếu bạn có thể, hãy nói lời tạm biệt với thẻ tín dụng và bạn sẽ cảm thấy sự thay đổi khi thanh toán bằng tiền mặt. Cuối cùng, bạn có thể sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền. Nếu bạn duy trì thẻ tín dụng, hãy làm mọi cách để giảm chi tiêu. Ví dụ, thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng của bạn một cách kịp thời. Điều này sẽ giúp để tránh lãi suất và tiền phạt do chậm nộp. Thoạt nhìn thì bạn là khách hàng,
bạn là người được lợi nhất qua những chính sách vay trả lãi không đồng, vay thấu chi, vay tín chấp. Thế nhưng, khi tính kỹ ra, lượng lãi bạn phải trả cho một khoản tiền bất kỳ đều ở con số khá lớn. Ví dụ một cách đơn giản, bạn vay 30 triệu trong vòng 12 tháng, lãi suất bạn chịu sẽ lên tới 14,4%. Bạn có biết con số này đại diện cho điều gì không? Nếu như tiền vốn là một năm tiền lương của bạn, vậy số tiền trên tay bạn đi một vòng, đến cuối cùng bạn đã mất tong 2 tháng tiền lương. Chúng ta sống trong một thế giới hiện đại, nơi sự thỏa mãn của bản thân được đặt lên hàng đầu. Chính vì thế, những chi phí trả cho sự thoải mái và điều kiện sống xa hoa sẽ tốn tiền bạc của bạn rất nhiều. Tuy nhiên, sau khi mua hàng về tới nhà, bạn có thường hối hận không? Những câu hỏi cứ nảy ra trong đầu. Ồ, tại sao tôi lại quẹt thẻ để mua món hàng đó nhỉ? Tại sao tôi lại mua quá nhiều thứ trong khi nhu cầu lại không cần đến như vậy? Nếu đã từng ở trong trường hợp này thì đã đến lúc những ý tưởng tiết kiệm tiền cho cuộc sống của bạn cần được thực hiện. Không có gì tốt hơn bằng việc thực hiện để dành tiền phục vụ cho mục đích đảm bảo cuộc sống trong tương lai của bạn. Và tất cả những gì bạn cần làm là thực hiện một số thay đổi nhỏ trong cách tiếp cận cuộc sống và chi phí. Đến với cách thứ hai để giúp các bạn trở thành người giàu có trong vòng 1 năm, đó chính là giảm chi phí sinh hoạt. Đầu tiên, hãy tận dụng phiếu giảm giá và chương trình khuyến mãi. Có rất nhiều loại phiếu giảm giá được cung cấp miễn phí. Hãy cố gắng tìm kiếm các loại mã giảm giá, chương trình khuyến mãi. Bạn không nghe nhầm đâu, điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều tiền. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý chỉ nên mua sắm những loại vật dụng thật sự cần thiết. Trong trường hợp có một loại khuyến mãi, bạn cần đặt ra câu hỏi rằng bản thân có nhu cầu sử dụng sản phẩm này trong tương lai hay không. Thứ hai là hãy mua sắm với số lượng lớn. Đây thực sự không phải là cách tốt nhất để mua sắm, nhưng thường hiệu quả nhất. Nếu bạn có thể mua sắm số lượng lớn như mua tại siêu thị Metro, thì việc này có thể tạo ra sự thay đổi tài chính có ý nghĩa. Bạn có biết rằng các tiệm tạp hóa nhập hàng với số lượng lớn và bán lại cho người tiêu dùng kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận trên mỗi đơn hàng hay không? Hãy mua xỉ thay vì mua lẻ và bạn sẽ nhận ra đây là cách để tiết kiệm khá nhiều chi tiêu mỗi tháng. Thứ ba là tránh việc lãng phí thực phẩm và đồ dùng. Thực phẩm cần được bảo quản tốt và tốt nhất là bạn hãy sử dụng chúng với số lượng vừa phải. Điều này không chỉ giúp các bạn tiết kiệm tiền mà còn làm giảm nguy cơ gây ra bệnh béo phì. Đồ dùng trong nhà bạn nên sử dụng một cách cẩn thận. Ngoài ra, khi chọn mua đồ dùng, bạn nên suy nghĩ theo hướng mua đồ thật chất lượng và có thể sử dụng trong thời gian dài. Hãy cố gắng trở thành người tiêu dùng thông thái. Cuối cùng là các bạn hãy cắt giảm hóa đơn tiền điện, nước, ga, máy lạnh của bạn. Hóa đơn tiền điện, ga, nước và điều hòa không khí có thể chiếm một phần không nhỏ trong ngân sách chi tiêu hàng tháng. Nhưng bạn không muốn điều đó, đúng không nào? Bạn có thể sử dụng những biện pháp khác để giảm mức chi tiêu hóa đơn hàng tháng. Với máy lạnh, bạn có thể điều chỉnh chế độ tự động tắt vào thời gian nửa đêm, chọn máy lạnh, inverter để tiết kiệm điện hơn. Ngoài ra, bạn nên sử dụng vào những thời điểm thực sự nắng nóng. Máy lạnh tốc độ tiêu thụ điện năng đáng kinh ngạc với mức từ 700.000 cho đến vài triệu mỗi tháng. Khi sử dụng nước, ga, bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm với việc sử dụng những sản phẩm có tính năng tiết kiệm. Đã bao giờ các bạn tự hỏi làm thế nào những người giàu có lại được khối tài sản cách xù như vậy? Sau đó nó lại càng ngày càng tăng lên. Bạn có ước mơ về hưu sớm hoặc là không phải làm gì cả? Bạn biết rằng bạn nên bước chân vào lĩnh vực đầu tư nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm hiểu ngay nhé! Đến với cách thứ 3 để giúp các bạn trở thành người giàu có trong vòng 1 năm, đó là làm thế nào để trở nên giàu có với đầu tư. Đầu tiên là làm thế nào để trở nên giàu có với việc bỏ tiền vào thị trường chứng khoán. Đầu tư tiền vào cổ phiếu, trái phiếu hoặc các phương tiện đầu tư khác mang lợi tức đầu tư hàng năm đủ tốt cho quỹ hưu trí của bạn. Ví dụ, nếu bạn đầu tư 500 triệu vào thị trường chứng khoán, và bạn nhận được 7% cho đến 15% lợi nhuận mỗi năm. Điều đó có nghĩa là bạn kiếm được 75 triệu mỗi năm. Tiếp tục tái đầu tư và mức lãi kép hàng năm sẽ biến giấc mơ của bạn trở thành hiện thực. Đừng bị cám dỗ bởi các nhà giao dịch lướt sóng chia sẻ làm thế nào để kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng. Mua và bán hàng chục cổ phiếu lướt sóng mỗi ngày thật sự tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu bạn không đủ bản lĩnh, bạn có thể mất rất nhiều tiền. Ngoài ra, bạn có thể chọn một cổ phiếu tốt với các yếu tố cơ bản vững chắc và sự lãnh đạo vượt trội trong một ngành công nghiệp đã sẵn sàng để phát triển trong tương lai. Các cổ phiếu sau đó cho phép bạn nắm giữ chúng trong một thời gian dài. Đừng nên suy nghĩ về tăng, giảm của cổ phiếu trong ngắn hạn. Nếu bạn đầu tư chứng khoán khôn ngoan, bạn sẽ có thể nhận được rất nhiều tiền. Phương pháp này còn có tên gọi là phương pháp đầu tư giá trị.
Thứ hai là tiết kiệm cho nghỉ hưu. Có ít người cố gắng tiết kiệm cho nghỉ hưu. Cho dù tiết kiệm hưu trí có trở nên lỗi thời hay không, bạn sẽ có một kế hoạch tốt hơn để tiết kiệm cho chính mình trong tương lai. Nếu bạn tiết kiệm đủ tiền trong các tài khoản hưu trí khác nhau và giữ chúng trong nhiều năm, thì khi bạn về già, bạn sẽ không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa. Thứ ba, đầu tư vào bất động sản. Bất động sản là một tài sản tương đối ổn định như cho thuê đất hoặc nhà. Ví dụ, một số người cho rằng căn hộ ở các khu vực ngoại ô sẽ rất thích hợp để đầu tư cho thuê nhà trọ. Họ lựa chọn một bất động sản đắc địa gần vị trí các khu công nghiệp và đầu tư. Đầu tư bất động sản đòi hỏi một lượng vốn khá lớn và cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, trước khi đầu tư vào bất cứ loại hình bất động sản nào thì các bạn cũng cần có những kiến thức về chúng. Đầu tư thời gian của bạn vào việc tìm hiểu định giá bất động sản, tính pháp lý, vị trí và hàng loạt những vấn đề liên quan khác. Các bạn ơi, hiện nay thì thị trường việc làm là câu chuyện về cung và cầu. Nếu các bạn phát triển một kỹ năng có nhu cầu lớn và nguồn cung thấp thì các bạn có thể được trả lương cao. Nếu như bạn trở thành một chuyên gia, sở hữu một kỹ năng hiếm có nhưng có giá trị cao thì sẽ ra sao nhỉ? Vâng, đương nhiên là các bạn có thể trở nên giàu có với thời gian ngắn. Có thể điều này không nhanh bằng việc bắt đầu công ty riêng của bạn. Tuy nhiên, cơ hội tích lũy của cải của các bạn chắc chắn cao hơn nhiều bởi vì tỷ lệ thất bại sẽ thấp hơn. Tiếp theo đến với cách làm giàu thứ tư, làm thế nào để trở nên giàu có nhờ sự nghiệp. Hãy cố gắng xuất sắc trong học tập, đó có thể là một trường đại học hoặc đào tạo nghề. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, nhà tuyển dụng cần bạn có chút niềm tin từ nền tảng giáo dục của bạn. Giá trị tốt hơn thường dẫn đến mức lương cao hơn, mặc dù không phải lúc nào cũng vậy. Điều đầu tiên để trở nên giàu có nhờ sự nghiệp đó chính là chọn đúng ngành nghề. Xem khảo sát lương cho thấy thu nhập trung bình hàng năm cho một nghề cụ thể, cơ hội trở nên giàu có của bạn sẽ giảm nếu bạn theo đuổi nghề giáo viên hơn là nghề tài chính. Tại thời điểm này, đây là một số công việc được trả lương cao nhất. Bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật, họ có mức lương có thể lên đến 20 triệu cho đến 30 triệu mỗi tháng. Nhân viên ngân hàng có mức lương thưởng luôn thuộc dạng cao ở Việt Nam. Lập trình viên có mức lương dao động từ 15 triệu cho đến 30 triệu đối với ứng viên đã có kinh nghiệm. Bạn hãy cố gắng chọn đúng địa điểm sống sao cho thuận tiện với công việc nhất. Ví dụ, nếu bạn muốn theo đuổi nghề tài chính, có nhiều cơ hội hơn ở các thành phố lớn hơn là ở vùng nông thôn. Nếu bạn muốn xây dựng một công ty còn sơ khai, bạn có thể muốn xem xét đến thành phố Hồ Chí Minh, nhận công việc mới và bắt đầu sự nghiệp của bạn. Khi bạn nhận được một công việc, hãy chờ đợi để có được kinh nghiệm cần thiết. Thay thế một công việc với một người chủ bằng cách thay đổi môi trường, bạn có thể được tăng lương để cảm nhận các nền văn hóa công ty khác nhau và bằng cách giảm rủi ro. Đừng ngại làm điều đó thường xuyên. Nếu bạn là một nhân viên có giá trị, công ty hiện tại của bạn cũng có thể tăng lương hoặc các lợi ích khác nếu họ biết bạn muốn ra ngoài. Vay ngân hàng là một trong những giải pháp phổ biến để giúp các gia đình mua được nhà khi chưa tích góp đủ số tiền cần thiết. Hiện nay, các ngân hàng đưa ra rất nhiều gói cho vay mua nhà khác nhau với lãi suất đa dạng, thời gian trả góp có thể lên tới 15 cho đến 20 năm để đáp ứng nhu cầu của người dân. Và điều cuối cùng để giúp các bạn trở thành người giàu có trong vòng 1 năm đó là tối ưu các khoản vay. Các khoản vay mua nhà, mua xe có lãi suất thấp hơn nếu bạn chỉ vay trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Lãi suất vay mua nhà trả góp trong 30 năm sẽ cao hơn rất nhiều nếu như bạn chỉ vay trong 15 năm. Bằng cách đó, bạn chỉ phải trả thêm vài triệu đồng mỗi tháng, nhưng bạn sẽ tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng. Ví dụ, bạn phải vay 1 tỷ để mua hàng trong 30 năm với lãi suất là 8,5% mỗi năm. Vì vậy, số tiền thực sự bạn phải chi trả lên đến 3,5 tỷ. Vì vậy, nếu như bạn có thể cố gắng trả hết trong 15 năm, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Ngoài ra, bạn cần thanh toán các khoản tiền nợ với lãi suất cao nhất. Tiếp tục thanh toán bắt đầu từ các khoản có lãi suất cao nhất cho đến khi bạn hoàn toàn không còn nợ. Hãy cố gắng nấu ăn ở nhà và tự làm việc nhà, tránh các dịch vụ chuyên nghiệp như là giặt ủi và quản gia có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền. Luôn tận dụng mọi cơ hội. Bán hàng hóa không sử dụng, ngay cả những mặt hàng nhỏ nhất, viết ra tất cả những thứ bạn mua và xem tiền của bạn đã biến mất ở đâu. Có nhiều nguồn thu nhập sẽ đảm bảo tình trạng tài chính của bạn khi so sánh với chỉ có một nguồn. Không có tiền từ trên trời rơi xuống trong thế giới này trừ khi bạn được thừa kế. Mặc dù vậy, bạn phải chăm sóc nó một cách khôn ngoan nếu bạn không muốn mất sạch tiền. Nếu bạn định vay các khoản vay mới, hãy đảm bảo đó sẽ là thứ tạo ra thu nhập.
giữ lịch sử tín dụng của bạn sạch sẽ vì hầu hết các công ty yêu cầu bơm vốn để phát triển. Bạn sẽ không thể có được tín dụng nếu điểm tín dụng của bạn thấp. Nhận tất cả thông tin bạn có thể về cách người giàu kiếm được nhiều tiền và những gì họ làm để duy trì sự giàu có của họ. Mua sắm vào mùa thu hoặc mùa xuân khi có nhiều đợt giảm giá. Như vậy thì Bí Quyết Thành Công đã cùng các bạn tìm hiểu về 5 cách để giúp chúng ta có thể trở nên giàu có trong vòng 1 năm. Nghe thì có vẻ đơn giản, thế nhưng để làm được điều đó thì chúng ta phải kiên trì cố gắng trong suốt 1 năm, chứ không phải làm ngày 1, ngày 2 rồi thôi, thì sự giàu có sẽ chẳng bao giờ ghé thăm bạn đâu. Các bạn hãy nhớ 5 cách này nhé. Tiết kiệm tiền, giảm chi phí sinh hoạt, làm thế nào để trở nên giàu có với đầu tư, làm thế nào để trở nên giàu có nhờ sự nghiệp, tối ưu các khoản vay. Mong rằng các bạn sẽ sớm thành công với 5 cách này. Giờ thì Bí Quyết Thành Công phải tạm dừng video ngày hôm nay tại đây rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.